Dạ con xin kính chào tất cả quý cô chú ha. Những ngày cuối năm thật là nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui hết quý cô chú. Thì tiếp tục hôm nay con ghé lại vườn của bonsai cây kiển Hoàng Nam để giới thiệu đến quý cô chú một số cây nhà vườn chuẩn bị cho mình chơi Tết nè quý cô chú. Đó, có mai chiêu thủy nè ha, rồi khế, những cái khế rất là dễ thương, rồi kim quýt nữa, rồi ổi nè quý cô chú ha. Đó, cũng đa dạng các loại cây luôn, bonsai mini thì rất là dễ thương, giá cũng mềm mại yêu thương luôn quý cô chú ơi. Rồi con mời quý cô chú cùng gặp anh Tâm. Rồi, dạ em chào anh ha. Dạ em chào cô chú anh chị đang xem kênh bonsai Lộc Tỉnh miền Tây ạ. Hôm nay nhà vườn Hoàng Nam có giao lưu với cô chú anh chị một số cây bonsai chơi Tết như nguyệt quế, ổi tàu, linh sam, khế chua, mai chiếu thủy, cũng đa dạng mặt hàng ha cô chú anh chị, cũng có kim quýt luôn ha. Dạ. Em cũng xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em trong những clip vừa qua. Em ở phường Thế Hòa, quận Môn, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại của em là 0939 441 0932 8296. Dạ rồi. Đó cũng là số Zalo của em ha. Dạ. Rồi có trong lúc quay clip thì có gì sơ sót cũng mong cô chú anh chị bỏ qua cho em ha cô chú anh chị. Dạ rồi, nhiều số quá có khi đọc lộn cũng chừng anh ha. Dạ. Không sao. Cây này rồi. Là cây một dách nha cô chú anh chị. Rồi. Cây nguyệt quế lá sáng hoa chùm. Mã dách ha. Dạ mã dách. Một dách. Dạ. Dạ rồi. Cây này phơm tàn ấm chưa nè, đang lên hoa luôn nè. Dạ rồi, đang lên dạ. Hoa luôn. Cái này về mình chơi lai gai tới Tết luôn anh ha. Dạ. Đây nè, búp nụ hoa nhiều lắm. Cây này chú. Full hoa đầy cây luôn đó. Dạ. Nó nụ nhiều lắm. Dạ. Đo giúp em luôn anh Tâm ơi. Rồi, em xin phép đo thông số ha. Cây nguyệt quế dáng trực chiều cao là 52. Cành rớt. Tán dài là 54. Dạ rồi. Tán ngang là 35. Bình thang em đo trên đây đi ha. Bình thang em đo chín là được 17 ha. Dạ 17. Em đo xích xuống đây một xíu. Đo xích đây một xíu là được 27. Dạ rồi. Cây này nó cũng có cái đế nở ra nè. Dạ rồi. Dạ. Rồi mã một dách này cây nguyệt quế lá sắn hoa chùm thì em xin giao lưu với cô chú anh chị là 900.000 bao ship toàn quốc ha. 900 anh ha. Dạ, em không có ship chậu nha cô chú anh chị. Cây thần chậu rồi. Cây này về mình chơi Tết luôn đó. Rồi dạ xuống rồi. Cây à. Đổi giúp em luôn. Rồi cây số 2 dách này cũng là cây nguyệt quế lá sắn hoa chùm luôn. Dạ. Cây này cũng phơm tàn ấm trơn rồi. Cũng khá là già anh ha. Dạ, cây già. Này về cái nó ra đọt cái Tết cho có bông luôn. Dạ. Nó không quá lớn quá cô chú, mình cũng gọn gàng mình chơi. Chiều cao là 50. Tán dài là 58. Dạ. Tán ngang là 44. Hoành thang em đo vị trí này là được 19 nha cô chú. 18 đi, tính 18 đi, chị Hao tính 18 đi nha cô chú anh chị. Dạ rồi, 18. Ngày 19 tính 18 đi. Cái em đo tổng hoành chỗ đây là được 32 ha. Dạ, dạ rồi. Cái này đế cũng nở nha. Rồi cây nguyệt quế đó sắn hoa chùm mã 2 dắt này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 850.000. 850 thôi anh hả? Dạ, em cũng bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Cây đều toàn bộ là cây thần chậu hết hả cô chú anh chị? Dạ rồi, đổi giúp em. Dạ, rồi em xuống cây ạ. À. Rồi, mình có cây kim quýt anh hả? Rồi, mã số 3 dắt này là cây kim quýt của mình ghép kim quýt Thái ha cô chú anh chị. À, kim quýt Thái. Dạ, lá nó nhỏ vậy đó anh. Lá nó nhỏ. Trái nhiều hơn kim quýt mình. Dạ, nó xiên trái hơn, dạ. Nhiều trái hơn nha quý cô chú. Cây phơm tàn ấm trơn rồi. Rất là mịn luôn anh dạ. Ha. Xanh mướt hết trơn. Chiều cao là 26. Tán dài là 44. Dạ. Tán ngang là 36 ha. Rồi. Hoành thang em đo vị trí này đi. Rồi nó hoành thang được 11 nha cô chú anh chị. Nó cây dáng nằm ha. Dạ, dáng nằm cây luôn. Cây cũng già lâu năm lắm rồi. Cái bò ghép thì cũng lớn hết rồi. Dạ. Rồi cây kim quýt ghép kim quýt Thái này mã 3 dách em xin giao lưu với cô chú anh chị là 750.000. Em bao ship toàn quốc ha. 750 thôi anh hả? Dạ 750. Em không có ship chậu nha cô chú anh chị. Dạ. Quá mịn màng luôn cô chú ha. Dạ, cây bên đây. Em là toàn là thần chậu hết ha cô chú anh chị yên tâm. Này mà cho hoa cho trái cái nữa rất là đẹp luôn. Dạ, rồi em xin phép xuống cây ha. Dạ rồi, đổi luôn anh ơi. Rồi. Mã bốn dách này là một cây dâu ha cô chú anh chị. Cây này dâu này dâu mình rồi em ghép với dâu Thái á, mấy cái bo ghép nữa nè, hai bo ghép lớn trơn này, trái lắm trái luôn. Dạ. Cái này là trái này trái dâu Thái á. Trái dâu Thái à, dâu dạ. Thái thì nó siêu trái luôn. Siêu trái với trái to hơn dâu mình. Cây dáng nằm. Trái rất là đã heo chú, dạ. Nó chín còn đẹp hơn nữa. Chiều cao là 44 đi. Tổng tán dài là 60. Dạ rồi.
tán ngang là 30. Hoành Thăm đôi chiếc này là được 15 đi. Gần 16 tính 15 đó ha. Mình này nó dài muốn bằng cái chậu luôn anh. Dạ. Em đo cái mình vậy. Cái mình dài này là em đo tới đây là 35 đó cô chú anh chị ơi. Dạ rồi. Cây này nó có một vết lỗ ha. Lỗ là cây lỗ tự nhiên. Cây này xăm cái lỗ cứng chân là không có một cái chân. Dạ. Ha cô chú anh chị. Nó bo lại hết rồi. Dạ bo lại kéo mép hết rồi. Cây thần chậu sống khỏe. Rồi cây dâu này mã 4 vết em xin giao lưu với cô chú anh chị là 700.000 bao ship toàn quốc luôn ha cô chú anh chị. 700. Cái này dạ. Mình vô cái thùng cũng to anh ha. Dạ đóng này cái kiện cũng to. Siêu dài. Trái luôn nha cô chú thấy trái nè. Dày dạ. Đặc hết trơn luôn ha. Dạ. Rồi em xin phép xuống cây ha. Rồi đổi giúp em luôn. Rồi mã 5 vết là cũng như thường lệ là khế chua ghép khế nhật siêu trái nha cô chú anh chị. Dạ. Cây cũng đang lên hoa. Búp búp hoa này dạ, cái độ này hoa. Nhiều lắm cô chú ha. Đỏ chân à. Đang lên hoa. Này mua về cái nó lên hoa mình chơi Tết luôn có trái luôn á. Dạ rồi. Chiều cao là 37. Tán dài là 44. Mình tham đo chiếc này ha, vị trí này là em đo được 17 ha cô chú anh chị. Đo lớn như đây, xích đây nó lớn hơn tí nè, đo. Vô đây là nó được 24 ha. Dạ rồi. Rồi cây khế chua ghép khế nhật siêu trái này mã 5 vết này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 500.000 bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. 500 thôi anh hả? Dạ 500 thôi, em không có ship chậu ha, cây thần chậu rồi. Giá rẻ luôn cô chú ơi, dạ. Giá quá dễ thương luôn. Này mua về chơi Tết cô chú anh chị ơi. Ba bò ghép luôn mà 500 thôi anh ơi. Dạ 500 bao ship luôn. Dạ bao ship gồm dạ xuống cây ạ. À, số điện thoại của anh để trên màn hình hoặc là trên tiêu đề nha quý cô dạ. Chú. Rồi mã 6 ghép này cũng đồng giá 500.000 luôn nha cô chú anh chị. À. Cây cũng dễ chơi. Nè đang trái nó gì nè, nó đậu là trái chùm chùm nè cô chú anh chị. Trái chùm luôn anh ha. Dạ trái chùm luôn. Chùm. Ai mua một cặp thì em bớt hay cô chú anh chị? Mua cặp không bớt nữa hả? Dạ. 500 mua cặp còn bớt luôn dạ. Cô chú. Chiều cao là 36. Tán ngang là 36 luôn. Rồi. Mình thăm đôi chiếc là được 16 thôi cô chú anh chị. Em đo cái mình dài hảo hảo. Cái mình dài như là được 20 ha. Dạ. Cắn gan tay em đó. Rồi dạ. Cây 6 vách này cũng là 500.000 bao ship luôn nghe cô chú anh chị, em không có ship chậu. Dạ. Trái chùm rất là đã nha cô chú. Dạ. Hoa chùm. Rồi xuống cây. Rồi mã 7 dếp này là cũng 500.000 luôn nha cô chú anh chị. Dếp này em được 4 cây 500 luôn. Dạ, dạ. Đồng giá 500.000 hết luôn. Dễ thương lắm quý cô chú. Dạ. Về thay cái đang lên bông cái, để mình chơi hoa chơi trái. Chiều cao là 36. Tán ngang là 34. Mình thăm đôi chiếc này cũng 16 luôn cô chú anh chị. Cái lô dạ. Này nó cũng chạng chạng với nhau không à. Rồi cây khế chua ghép cái dịch siêu trái này mã 7 dách này em cũng giao lưu với cô chú anh chị là 500.000 bao ship toàn quốc. Em không có ship chậu nha cô chú anh chị. Dạ. Chậu xi măng đi bể trơn hả? 500 luôn. Dạ 500 luôn. Rồi, rồi tiếp xuống tục cây. Giúp em luôn. Rồi mã 8 dách này là cũng là 500.000 luôn. 500 luôn. Dạ đang lên hoa đầy trơn. Dạ. Đẹp lắm. Hoa trái luôn. Này về là nữa đậu trái. Trong khế này trong lúc đi á, là nó có bị vàng lá nha cô chú anh chị mà không có sao hết trơn á, nó rụng lá nó giống như rụng sinh lý vậy đó bình thường. Ba bo luôn anh ha. Dạ ba bo. Chiều cao là 32. Tán ngang 36. Hoành thân là cũng 16 luôn nha cô chú anh chị, em đo chị hao hết nha cô chú anh chị. Dạ. Em đo dưới đây đi, hảo hảo dưới đây đi là được 29 ha. Dạ rồi. Dạ. Rồi mã 8 dách này cũng 500.000 đồng giá luôn nha cô chú anh chị. 500 luôn. Dạ em bao ship toàn quốc luôn, em không có ship chậu. Rồi em xuống cây ạ. Dạ tiếp tục giúp em luôn. Rồi mình có cây me nữa. Rồi mã 9 dách là cây me chua nha cô chú anh chị. Cây này già cây hết trơn rồi. Cây này cái cốt nó bằng cái thân luôn nha cô chú anh chị. Rồi. Phơm tàn ấm hết trơn rồi. Cây để bàn mà đẹp lắm, già cây hết trơn rồi. Rồi 500 luôn anh ha. Dạ cây này cũng 500 luôn anh. Cây giá cũng dễ chơi. Rồi chiều cao là 28. Tán ngang là 34. Rồi. Hoành thân anh đôi chiếc này là được 11 ha. Cây này nó có cái cũ nữa nha cô chú anh chị. Cây già cây dữ lắm rồi. À cái cốt của nó bằng ngón tay chỏ của em luôn á. Rồi. Cốt bự mặt cắt thì khô gan hết trơn này không có gì hết trơn á. Rồi mã chính sách này cũng đồng giá 500 luôn nha cô chú anh chị. Dạ. Bao ship toàn quốc luôn. Em ship luôn cái chậu của này, chậu mũ. Chậu nhựa tặng luôn ha. Dạ chậu nhựa tặng rồi. Luôn. Dạ. Cây này cũng quái quái nè quý cô chú. Dạ, cây 10 dách này thì nó quái nó to hơn nha cô chú anh chị, giống như một con thú á. Rồi. Cây này phơm tàn ấm trơn rồi. Này nó ra lá nó đẹp lắm.
khoảng cỡ 10 ngày đã ra lá non rồi cô chú anh chị. Chiều dạ. Cao là 22. Me mình chơi lọc cũng đẹp á. Dạ. Chơi lọc non á, đẹp lắm. Tán ngang là 29. Hoành thân ở đây là 15 cô chú anh chị. Chúng ta hạ tổng ngàn cái là được 34 ha. Cây này là 550 cô chú anh chị, nó to hơn, nó quái hơn, giống như con thú vậy đó. Dạ 550 em bao ship. Em xuất luôn ship luôn cái chậu đỏ vậy nè. Dạ rồi. Dạ, giờ em xuống cây ạ. Số điện thoại của em là 0931 0282 028296 nha cô chú anh chị. Dạ. Cây 11 vách là cây mai chiếu thủy chung nuôi nha cô chú anh chị. Rồi. Cây này là hàng Tết, này là hàng Tết, là em lặt lá lên lọc non là nó đang ôm nụ, là nó đi bông ngay chân Tết luôn ha. Nụ li ti nè cô chú anh chị. Nè. Rồi. Nụ lên rất là nhiều ạ. Cây này phong một cốt anh ha. Dạ. À, một cốt. Một cốt. Trẻ tàn tròn. Dạ. Gì? Chiều cao là 56. Tán ngang em đo gì là được 42 ha. Đây cũng 42 luôn cô chú anh chị, cây nó tròn xè đều cái tàn hết trơn luôn á. Hoành tham đo chí là được 20 nha cô chú anh chị. Dạ 20. Dạ. Rồi cây mai chiếu thủy chung nu này là mã 11 vách này, em xin giao lưu với cô chú anh chị là 650.000. Em bao ship toàn quốc ha. Em không có ship chậu, cây thần chậu hết trơn à. Dạ. Em rút chậu bó bầu cho đi. Cây 650 anh ha. Dạ 650. Này về là nó cho nụ cho qua ngay Tết luôn đó cô chú anh chị. Cái này là hàng Tết đó. Đầy bông nhìn đã lắm cô chú. Dạ. Trắng hết trơn. Rồi xuống cây. Rồi tiếp tục luôn anh ơi. Mình có một cây cụm ha. Mã 12 vách này là cũng là mai chiếu thủy chung nu luôn. Chung nu. Này giống như hàng cụm gần. Nuôi tài ấm hết trơn à. Tết này lên full hoa đầy luôn đó. Này em làm hoa rồi đó. Chiều cao là 62. Dạ. Tán ngang là 44. Cái này nó 5 thân ha. Để em đo một thân đại diện nha cô chú anh chị. Thân đại diện này em đo thì được 11 hay cô chú anh chị. Chẳng 12 mà em tính 11 thôi đó. Nên em trừ hao cho cô chú anh chị hết. 2, 4, 5 thân anh ha. Dạ 5 thân. 5 thân. Để em đo tổng. Tổng cụm gì là được 37 ha cô chú anh chị. Rồi cây 12 vách này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 700.000, em bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Dạ, cũng khá này, lớn anh ha, đóng khá cái lớn. To á. Dạ, cũng hàng cồng kềnh đó anh ơi. 700 thôi. Dạ, 700. Dạ bao rồi. Ship. Rồi, xuống cây. Về thay chậu đẹp đẹp chơi thôi quý cô chú ơi. Rồi, mã 13 vách này là cũng là hàng cụm gừng luôn ha, mà này cây nó lớn hơn, tàn ấm hơn. 5 thân anh ha, dạ, cũng vậy cũng, luôn. Cũng 5 thân. Ngũ phúc luôn quý dạ. Chú ơi, 5 thân ngũ phúc. À, cái này hộp to to không ha. Dạ. Đây. Chiều cao là 56. Nuôi cục to to. Tán ngang là 42. Tổng cụm hoành gì là 35. Em đo một thằng đại diện. Rồi thằng đại diện của nó đây được 12 cô chú anh chị. Tính 11 thôi. Rồi cái này cũng 5 thân nha. Rồi mã 13 vách này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 800.000 bao ship nha cô chú anh chị. Hàng của em toàn bộ là hàng này là hàng chơi qua Tết hết nha cô chú anh chị. Rồi em xin xếp xuống cây ạ. Rồi đổi giúp em luôn. Dạ. Rồi mã 14 vách này là cũng là cây mai chiếu thủy chung nu luôn. Hàng cụm gừng luôn ha cô chú anh chị. À, cái cụm này khá đặc biệt anh ha. Dạ. Cái này ai mua một cặp thì em còn bớt nha cô chú anh chị. Tại tiền ship nó cũng hơi to. Đóng hàng cồng kềnh đó. Cái cụm này nó gom lắm cô chú ha. Nó gom dạ. Ở dưới góc á. Gom lại nhìn rất là gọn gàng đẹp. Chiều cao là 56. Tán ngang là 43. Dạ. Tổng cung quanh gì là được 43 nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Em đo một thằng đại diện. Thằng to nhất đi anh này. Dạ thằng to nhất nè. Thằng to nhất là được 12 nha cô chú anh chị. Dạ. Rồi mấy kia thì nhỏ hơn nha cô dạ. Chú ơi. Cái cụm này nó nhiều thằng lắm, 10 thằng á cô chú anh chị ơi. Dạ rồi. Cây mã 14 vách này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 800.000. Em bao ship toàn quốc, em không có ship chậu ha. Dạ, 800. Dạ, 800.000. Rồi em xuống cây ạ. Dạ, đổi luôn. Rồi mình tới ổi anh ha. Rồi, mã 15 vách là này cây ổi tàu lá chung. Đang lên hoa nè. Dạ. Này cái này nó đậu trái luôn nè. Đậu dạ. Trái đây hoa nè. Rồi. Này về vô chậu Tết có trái chơi luôn. Chiều cao là 29. Tán ngang là 31. Dạ, chỉ cần là nó cho trái thôi, cho bông cho dạ. Trái. Hoành thân chỗ đây là gặt chín đi mà em dạ. Tính 8 thôi nha cô chú anh chị, em trừ hao hết á. Rồi, ổi tàu mã 15 vách này em giao lưu với cô chú anh chị là 750.000 bao ship toàn quốc ha.
này về mình ép vô cái chậu men cái mình để bàn Tết nó có trái chơi luôn. Dạ, 750. Dạ, 750 bao ship này bông hoa trái nè. Chơi bông chơi trái luôn chú. Dạ. Bông ổi cũng đẹp lắm. Rồi, xuống cây ạ. Rồi, mã 16 dách này là cũng là cây ổi tàu lá chung luôn. Lô này của em là sửa thân từ nhỏ hết nha cô chú anh chị. Này về mình chơi tiểu cảnh đồ cũng được. Chiều cao là 24. Tán dài là 40. Hoành thân gần 11, em tính 10 thôi em chị hao đó. Dạ. Rồi cây ổi tàu mã 16 dách này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 700 ngàn. Em bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Ai mua một cặp thì em bớt ha. 700 anh ha. Dạ 700, ai mua một cặp thì em bớt. Dạ rồi, xuống cây giúp em luôn. Rồi mã 17 dách này cũng là đồng giá 700 luôn. Cây này sửa thân, cây quái quái. Chiều cao là 26. Tán ngang là 32. Hoành thân 8 nha cô chú anh chị, gần 9 mà anh chị hao 8 đó. Vậy thì cô chú anh chị mình đo lại cho nó dễ. Rồi. Rồi cây ổi tàu mã 17 dách này cũng 700 ngàn, em bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. 700 thôi ha. Dạ 700. Dạ. Rồi xuống cây ạ. Rồi đổi giúp em luôn. Rồi mã 18 dách này là một cây linh sam siêu bông. Hôm nay là sửa thân từ nhỏ, lắc hai ba nhịp cây quái nha cô chú anh chị. Thân quái anh ha. Dạ thân quái. Chiều cao là 22. Có những cái đoạn co tổng đáo. Tán dài là 45. Mình tham đôi chí này là 14 nha cô chú anh chị. Yeah. Nó co hai ba nhịp nè, nó quấn hai ba nhịp lắc đẹp lắm. Về mình chơi tiểu cảnh đồ cũng được. Cây dạ rồi. Cây này dễ phối. Rồi cây mã 18 dách này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 650 ngàn bao ship toàn quốc ha. Em ship cái này không nghe cô chú anh chị, cái chậu này em để demo, cái này nó thần chậu dễ xuống tới đây hết rồi. Dạ rồi. Dạ. Rồi xuống cây ạ. Tiếp tục. Rồi quái nữa. Mã 19 dách này cũng một cây quái nữa. Cây này thì 700 ngàn nha cô chú anh chị. Cốt cành cũng to hết rồi, thơm tàn ấm trơn rồi. Cây này nó quái lắm. Chiều cao là 29. Tổng tán dài gì là 50. Hoành thang em đo chỗ này là 12 nha cô chú anh chị. Cây này nó cũng lắc quái hai ba nhịp nè. Thơm tàn ấm mà. Dạ rồi. Rồi cây 19 dách này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 700 ngàn. Em bao ship toàn quốc ha. Em... ship cái này không, em không có ship cái chậu, mấy cái chậu này thì em để demo thôi nghe cô chú anh chị. Dạ, rồi, 700 nha. Dạ 700. Dạ tiếp tục luôn anh. Rồi. Cây này còn quái hơn nữa hả? Dạ cái quái này hơn. Rồi cây 20 dách này là cũng là một cây linh sam siêu bông luôn. Cuộn vậy đúng không chú? Dạ. Tàn thì cũng chú yên tâm em. Phơm tàn ấm trơn này. Về chơi Tết đẹp luôn. Chiều cao là 24. Tổng tán dày là 46. Hoành thang đôi chỗ đây là được 10 nha cô chú anh chị. Rồi. Rồi cây linh sam siêu bông 20 dách này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 650 ngàn, em bao ship toàn quốc ha. Dạ. Đây cũng là mã cuối clip của cây cảnh Hoàng Nam nha cô chú anh chị. Hết luôn anh hả? Dạ hết luôn. Em cũng xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị trong suốt thời gian qua cũng đã ủng hộ nhà vườn em. Rất mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị trong thời gian sắp tới nha. Em xin chào ạ. Em cũng chào anh Tâm ha. Tôi cũng kính chào cô chú yêu mến. Xin mời ủng hộ cho anh thêm chút, còn rất là nhiều tác phẩm đẹp chờ đợi mình nữa. Thì sẽ lần lượt giới thiệu sau. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú ha.